Xin chào anh Hữu Xuân Nam, xin mời anh. Dạ, yeah, xin chào anh thưa quý vị. Ngày hôm nay thì anh Bùi có biết là ngày thứ bảy đầu tháng thì cái ban chấp hành cộng đồng và các quan khách đó, có một buổi tập hợp tại vườn Việt như thường đại. anh biết cái tình trình đó không? Như vậy là chào cơ đầu thảo hay ta? Dạ và ngày hôm nay đồng sự kiện mà trong thời gian vừa qua đó là sự kiện người ta theo dõi rất nhiều trong thời gian vừa qua quý vị theo dõi biết đó, là ông biên đoàn đã thay đổi chìa khóa cùng với phối hợp sở công viên thay đổi chìa khóa của vườn việt mà tại vườn này ông Triều Hà đã giữ chìa khóa ba năm bưởi vừa qua và sinh hoạt điều kỳ trồng cây cắt cỏ dọn dẹp vệ sinh giống chủ nhà vậy giữ cái vườn truyền thống rất là đẹp đẽ để sinh hoạt mỗi thứ bảy đầu tháng để chào cờ Việt Nam Cộng Hòa. Một lần trao chào như vậy có thể vài trăm người tham dự. có những quan chức địa phương, có những quan chức uh, thành phố, có quan chức cao ti, các quan chức của, của, của tiểu quan họ đi về tham dự khiến cho vườn Việt là một nơi giống như một cái một cái trung tâm sinh hoạt chính của cộng đồng người Việt trong miền Bắc California thì sau đó thì vì cô Vân Đen đuổi biên đoàn không cho biên đoàn ông biên đoàn nghị viên thành phố khu vực bảy đuổi biên đoàn không cho biên đoàn chụp hình chung với ban tổ chức trong lễ mà thành phố trao cái chứng chỉ đi Sài Gòn bằng giấy giấy đi Sài Gòn cho các tổ chức người Việt từ Bắc California thì ông biên đoàn ló lên chụp hình cô vấn đuổi trả thù của Văn Lê Động Biên Đoàn là thay vì khóa văn việc và không giao ban đại diện cộng đồng tổ chức ở đó thì người ta ôm bụng được cười cái chuyện thì thứ nhất là chuyện là phạm pháp ra đã, đã làm này ta là bảo ông biên đoàn không có quyền đó và thứ hai nữa đó ta gây một sự xáo trộn chia rẽ trong cộng đồng Việt Nam cái gây gớm thứ ba đó là gì vào cái thời điểm và chuẩn bị 50 năm mất nước vấn đề cờ xí rất quan trọng thì cái việc chào cờ của ban y cộng đồng Việt Nam và California bị cắt đứt thì với lý do như vậy thì dư luận rất là phẫn nộ với biên đoạn và trong dư luận báo chí thì cho là lạm quyền thì ngoài báo chí viên nữ tung ra một số lượng bài vở khá đông khá đậm nét gây sao sáo rộn trong cộng đồng chúng ta thì có cái báo Spotlight cũng đưa tin về vấn đề này. Và tờ Mercury News nghe nói đang chờ phỏng vấn hai người, ông Biên Đoàn và ông MacMillan trả lời xong, rồi sẽ đưa ra cái bài bị, đã chuẩn bị bài vở xong rồi. Thì giờ tờ báo, nhật báo lớn nhất của Bắc California cũng chưa ra được bài tờ, tờ Mercury News chờ ý kiến của ông Biên Đoàn và ông Markman thì sự kiện đó nó làm cho báo chí Mỹ việc tương mừng sự quách và làm dậy sống trong đời sống cộng đồng của chúng ta thì trong lúc đó người ta coi thử ông biên đoàn tự tổ chức cái cuộc mà chào cờ ngày hôm nay như thế nào leo well, theo một số tin tức mình có nhận được từ ba bốn người tham dự thì leo well, dưới 50 người tham dự số người tham dự tại vườn việt hôm nay cực vắng vắng nhất trong tất cả mấy năm vừa qua vắng kỷ lục và thứ hai nó là gì không có một đại diện dân cử nào tới tham dự không có nghị viên không có thị trưởng không có giám sát viên và không ai cả chỉ một mình một vài ông biên đoàn và một vài người thân hữu phê đảng của ta mà thôi và buổi chào cờ được coi là buổi chào cờ bi thương nhất trong lịch sử của thành phố San Jose số người tham dự quay thì đó là cái trường hợp mà tôi ghi nhận ngày hôm nay thì có người bạn nói tôi một câu thơ như thế này xưa sao phong gắm lũ là giờ sao tan tác như hoa ngoài đường và ngay sắp tới đó vào tháng 10 tới cái lễ chào cờ như thế nào là sẽ đưa du vào và ra hát và đưa ban trồng rau trồng cỏ vô tới đứng trong lễ chào cờ chuyện đó không biết không nhưng mà điều mà cho thấy một sự khủng hoảng là không ai muốn đảm trách cái lễ chào cờ tại đó khi mà được được chào cờ chính của thành phố của ban đại diện cộng đồng Việt Nam đã bị tước đoạt các hội đoàn tẩy chay ban đại diện cộng đồng tẩy chay thì ra chào cờ đi cây cỏ họ cố gắng ngày hôm nay được vài chục người chưa tới năm chục người cũng được vài chục người nhưng mà lâu dài thì ta nghĩ đó là nó sẽ di bắn di chùa bà đanh người ta chờ xem thì cho thấy rằng cái chuyện và cái vườn việc làm đề tài thứ khá phức tạp trong sinh hoạt cộng đồng người việt tại bắc có đi qua nhà hiện nay đó là một vài tin tức của cộng đồng mà tôi muốn được qua vào trong bản tin ngày hôm nay thưa anh Bùi. mời anh Dạ, yeah. À, sao bây giờ ở tiểu bang ở miền Bắc và miền Nam bây giờ cái cộng đồng Việt Nam bây giờ lộn xộn quá anh Nguyễn Nam hả? cũng buồn hả? Bởi vì nói à, chung là có những người dân cử bất xứng, không, à, không có sự đoàn kết buồn quá hả? À, thì như vậy có nghĩa là cộng đồng Việt Nam mình đã trên à, cũng là 50 năm rồi. À, thế mà bây giờ những người mà đại diện cho cộng đồng Việt Nam à, vào dòng chính, à, đặc biệt là những à, à, cơ quan mà thấp nhất à, đó là Quần hạt rồi thành phố rồi anh thấy rằng là bây giờ đặc biệt là Sao Jose tức là một trong những cái thành phố mà lớn nhất cả quốc gia không những quốc gia mà cả thế giới nữa. Rồi những nghị viên của Việt Nam thì cũng được mấy ai hả? Rồi cũng rất là buồn và vì thiếu sự đoàn kết. Và ngày à. hôm nay nó có dư luận như thế này thì buồn rồi biên đoàn tự phô diễn là không có quân và không có tướng không có quân và không có tướng chỉ có một vài người gia nô không có quân là sao không huy động được dân chúng không huy động được đoàn thể không huy động được ban đại cộng đồng không huy động được tôn giáo không có tướng là sao cũng chẳng có quan huyện quan xã quan tỉnh như vậy giữ chỉ trơ trọi mình biên đoàn đến dự thôi cho nên có thể nói rằng không quân và không tướng cho thấy sự sự mà bị cô lập tuyệt lệ mà nghe nói là đa số các nghị viên trong thành phố San Jose nghe tin này và họ phản đối biên đoàn họ không muốn giữ với biên đoàn trong vấn đề này ừ, tin từ cộng đồng Việt Nam chẳng có gì uh, là vui trơn Nam hoàn toàn là, là tin buồn bây giờ mình vào tin tức chỉnh đi anh Nam hả? Dạ mời anh vào tin tức chuyện hôm nay dạ. Ừ không biết là anh Nam có tin tức gì không nghe? thì ngày hôm nay cựu tổng Do Trung cũng là đi vận động tranh cử còn không bao lâu nữa còn còn khoảng là dưới hai tháng nữa mà thôi và đồng thời sắp tới còn khoảng mấy ngày nữa thôi tức là ngày mà tranh luận giữa cựu tổng Do Trung và ứng cử viên tổng thống là bà Phó Tổng thống uh, Kamala Harris sắp tới rồi. Uh, thì chắc có lại là có như là các ứng cử viên tổng thống là có như là không có thể là không nghỉ ngày chủ nhật đâu. từ ngày hôm nay ngày thứ bảy cũng đi uh, 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 tập hợp để mà đưa ra chính sách của mình. thì ngày hôm nay cựu tổng thống đã đến uh, một thành phố gọi là Marcy ở Wisconsin thì ở đây cựu tổng thống Donald Trump nói như thế nào và cộng ngày hôm nay thưa sự việc thì bà uh, cựu bộ trưởng bộ ngoại giao cũng giống như là uh, cựu ứng cử viên tổng thống đó là ông Asa là bà đó là bà Hillary Clinton bà Hi, Hillary Clinton thì bà mắt nước uh, những gì mà bà đã gặp phải năm 2016 khi mà tranh cử với cựu tổng thống Donald Trump uh, thì bà mắt nước cho bà Kamala uh, như thế nào À, và thì cộng ngày hôm nay thì quý tìm biết rằng là à, cựu tổng thống George W. Bush thì ông ta chưa quyết định tức là có thể là à, có thể là không ủng hộ cho ứng cử viên tổng thống là đảng của ông, đó là đảng Cộng Hòa và cộng ngày hôm nay cựu tổng thống Donald Trump cộng lên án là cái vấn đề mà À, phó tổng thống hiện nay đó là bà Kamala Harris đã bao che cho tổng thống Joe Biden như thế nào thì ông ta kêu gọi à, là luận tội và truất phế bà Kamala Harris dựa theo cái cái amendment là quy trình đạo thứ 25 thì đó là những gì mà chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị còn biết anh Nam có gì nữa hay không à. Rồi bên cạnh đó thì cựu tổng thống cũng đe dọa trí tổ À, những người mà ông cho là gian lần trong cuộc bầu cử năm 2020 là cứ lại cứ lại lai ra lại nhà nói ông hoài cho đó khi mà ông nói nếu như mà tôi kỳ này mà tôi thắng đó, là tôi sẽ bỏ tù hết tất cả mọi người đó theo những năm những lời đi, những lời đe dọa cho thế nào chúng tôi sẽ lần lượt đến quý vị còn việc anh nam yeah, dạ anh... mời anh thì, thì trước nhất là đề tài như này này cái năm sẽ có nhiều tin tức ngày hôm nay cho quý vị nhưng mà cái bản tin tức đầu tiên chúng gửi đến quý vị là gì đó là cái đài truyền ABC News sẽ chính thức là tổ chức cuộc tranh luận tổng thống dành cho hai ứng cử viên là bà Kamala Harris của đảng dân chủ và ông Donald Trump của đảng cộng hòa cuộc tranh luận thì diễn ra vào ngày 10 tháng 9 là thứ ba tuần tới Hôm nay là sáng chủ nhật 10. Dạ. Yeah. Từ sáng hai của tôi sẽ ngày thứ ba, tối thứ ba thì vào lúc 9 giờ tối thứ ba giờ miền Đông, 6 giờ giờ California và tùy theo múi giờ lưu vị sống thì Texas thì là 8 giờ giờ Texas và lưu vị sống ở tại uh, Colorado uh, Denver Colorado tiểu vị có là uh, 7 giờ 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 Colorado thì tùy theo mỗi giờ quý vị nhưng mà ta thấy cái chuẩn là 9 giờ giờ miền Đông vào ngày thứ ba 9 giờ tối giờ miền Đông thì 6 giờ chiều giờ California thì đó là buổi tranh luận của hai ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump và quý vị có thể coi trực tiếp ở truyền hình ABC trực tiếp tại truyền hình ABC News và được streamline trên đài truyền hình ABC News Live hoặc là trên các hệ thống Disney Plus hoặc trên hệ thống Hulu thì như vậy có rất là nhiều hệ thống quý vị có thể coi như vậy là đài truyền hình có ABC ABC News hoặc là ABC News Live trên trên online hoặc là Disney Plus hoặc là Hulu thì quý vị thao coi những chương trình này đó là một chương trình tranh luận mà được xem là rất là sôi nổi vấn đề chốc người ta sẽ bàn thêm là cuộc chơi hai ứng cử viên như thế nào trong 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 cuộc tranh luận tội này. và rồi cho anh Bùi thêm. Dạ yeah. thì thưa năm thì ngày hôm nay cử tổ trong giống như thường lệ trước đây về cũng đi vận động tranh cử thì ngày hôm nay Ờ, cầu thống trong đến một cái thành phố gọi là Mosini thuộc uh, tiểu bang Wisconsin. Là Wisconsin là một trong 7 tiểu bang gọi là chiến địa đó. À, thế bây giờ hai ứng cử viên tổng thống đang uh, tập trung uh, đặc biệt là quảng cáo và đồng thời đi đến từng nơi để mà gặp cử tri. Yeah. Thì số tiền quảng cáo dành cho cả cái tiểu bang này là một, 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 một số tiền rất là lớn. Đó, thay vì cả cái tiểu bang mà... À, họ đã chắc ăn rồi thì như là tiểu bang kali uh, hoặc là new york này cái nọ thì quý vị thấy là rất ý quảng cáo uh, về ứng cử viên tổng thống à, và đặc biệt là các uh, tiểu bang mà riêng địa vậy tiểu bang đúng like, viên con xin, michigan pennsylvania vân like, vân vâng, arizona quý vị thấy rằng là đầy rẫy quảng cáo mà đặc biệt là quảng cáo trên truyền hình trở tốn tiền quá trình tốn tiền rất nhiều trong năm đó. Hmm. À, trong khi đó là CNN cũng có, Fox News cũng có. Thì ngày hôm nay thì cựu tổng thống đến Winconsin à, rồi à, có một, một buổi phát biểu. À, nhưng khi mà phát biểu ra thì à, bị CNN chỉ trích thứ nhất là cựu thẩm ưu nói về vấn đề mà trẻ em chuyển giới. Thì cái vấn đề này cũng khác khi mà ông đã chỉ trích là, là liên danh phó tổng thống là ông Tim qua nói rằng là ừ, à, cái vấn đề của ông Tim qua có là đề nghị ở trong trường hợp là anh có à, cái, 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 về vệ sinh cho trẻ em nữa. Đó. À thì điều này để tránh trẻ em mất lập học này là phải ở nhà này vân vân thì cựu cựu tổng thống trong cũng nói sơ qua về vấn đề em, trẻ em chuyển giới thì thật sự cái điều này là cựu tổng thống trump bây giờ giống như là không còn đề tài hoặc là ông nói mà con người không không thể đem cái 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 vấn đề mà niềm tin cho người khác nữa khi mà ông ta trọng chuyện chuyện giới này rồi ông ta chủng là đồng đồng tỉnh, luyện ái này vân vân rồi chứ chủng lại là, là quyền phụ nữ vân vân thì bây giờ ông trở ngược lại ông ủng hộ ở giai đoạn này người ta không thể tin tưởng rất là khó tin tưởng à. thì ông ra ông đưa ra những cái tuyên bố khác nữa làm cho những người quan sát về chính trị trên mạng xã hội thì họ rất là lo sợ và họ uh, chú ý hơn nữa uh, tại vì cựu thủ trong tuyên bố như thế nào và trong đó đặc biệt có nữ diễn viên tức là The Peter The Miller uh, thì bà này bà lên án rất là gắt gao lên án thế nào thì tại vì tổng cựu thủ Donald Trump nói dối về vấn đề trẻ em chuyện giới xong rồi thì ông ta nói thế này uh, tổ tốt hơn hết tôi nên, nên đã thắng lời trong cái, um, bầu cử năm 2024 này. Nếu mà tôi không thắng á, thì quý vị sẽ gặp những cái vấn đề mà chúng ta chưa từng bao giờ phải gặp. À, cái điều này giống như ông, là ông hù dọa làm cho người ta lo sợ này cái nọ. Thì quý vị còn nhớ rằng là khi ở nọc năm, năm 2020 á, ngay cả cựu tổng ông nói thế này, thế quý vị hay bỏ phiếu cho tôi, mà nếu như lần này mà tôi không thẳng á, thì chắc là lại tôi, tôi không không sống được ở đất nước này, tôi phải ra đi mà thôi. thì lúc đó tất cả cử tri đặc biệt là Maga, cử tri MAGA họ sụt sùi khắp lắc, coi như là à, tội cho ông nữ, nhưng mà ông ta không à, đắc cử thì ông sẽ bỏ nước ra đi, tại vì không có chất không có nơi, không có đất sống cho ông ta nữa. thì quý vị thấy thì khi mà ông thất cử thì bây giờ ông đi đâu không? giờ thiếu quý vị giờ không? À, thì bây giờ là ngày hôm nay cự tổng thống đối trong nói như vậy. Tôi có thể tố phải tôi phải, tôi phải thắng nếu tôi không thẳng thì tụi vị sẽ sẽ gặp những cái vấn đề mà chúng ta chưa từng bao giờ gặp đâu đó là chúng tôi muốn nhắc lại như vậy và chúng ta không còn đức để sống đâu kiểu như vậy rồi um, ông nói thế này đây có thể là cuộc bầu cử cuối cùng của chúng ta anh nhớ câu này còn có quen thì nữ của nói lần đã nhớ không? Đó. bầu cử cuối cùng đó à, đó có như là đó, kỳ đó người ta cũng bao chữa thế này bao chữa có thể rằng là uh, đó, tổng thống có hai nhiệm kỳ mà thôi chắc là cái nữ như mà cựu tổng thống mà thẳng cử lần này thì chẳng như vậy là cũng không có cuộc bầu cử thứ ba nữa ông không thể ra ứng cử thứ ba nữa nhưng thực sự thông thấm ý rằng đây có một sự đe dọa rất rõ ràng đây có thể là một cuộc bầu cử cuối cùng của chúng ta là ngày hôm nay thứ bảy ở không có thứ bảy ông nói thẳng thân như vậy quý vị chắc không nói giống như ấp mở như trước đây nữa. Thì có một á, thứ nhất là ông lên là sẽ thay đổi uh, hiến pháp uh, tức là có thể trở thành một uh, nguyên thủ quốc gia mà không mà không có nhiệm kỳ uh, như vậy. tôi quý vị biết là quý quý vị biết, muốn biết sự thật hay là không uh, nói như vậy uh, tất cả mọi người đều nói thế mà ở trong phải riêng tôi ở đây có thể là một cuộc bầu cử cuối cùng của chúng ta thế quý vị điều đó nói cựu ừ, ừ, tổng thống lên lên tiếng như vậy bởi vậy đó là một nữ diễn viên tặng là biết là Miller à, thì thật ra là nữ diễn viên này không xa là gì với mà à, bên phía đảng cộng hòa biết tức là bà luôn luôn là bà à, là tấn công ông trump và ngược lại đối ông đối trump tấn, công bà này à, quý vị. thì vì sao vì ông vì cựu tổng nó hay đe dọa và những lời nói không có động thư thật à. thì à, khi mà bà lên tiếng bà không bằng lòng những cái tuyên bố của cựu tổng thống giờ này thì một số thành viên cử tri của đảng cộng hòa một thuộc thành phần maga thì nói cho rằng đây là vấn đề là là, là bà mít lời chống lại ông donald trump thì bà trả lời thế này tôi quý vị không nghe sao ông trump đang đe dọa chúng ta và ông ấy có ý đồ đó à thì quý vị biết rằng nếu như mà ông ta không chuyển thẳng ông nói tổ hơn hết tôi phải chuyển thẳng mà nếu tôi không chuyện thẳng tức là chúng ta có những vấn đề mà vấn đề này chưa từng bao giờ có như vậy có sự đe dọa rồi thì bà nói thế này nếu như mà ông ta không thẳng thì ông ta làm gì ông sẽ kêu gọi là nồi chuyện cho mà xem đó, cái điều này đã giống như ngày sáu ngày sáu ngày một tháng 6 rồi à, ngày 6 tháng 1 rồi đó quý vị thấy suy nữa là kêu gọi tức là là, là À, à, là quân đội xuống đường đó à, thì quý vị thấy rất là lo sợ rồi do đó, chứ đó bà Kamala phải thắng áp đạo để cho ông Trung đủ diện sự thật như thế nào à, và bà nói thế nào hầu hết người bị đều khinh thường ông ta và ông ta nói mọi thứ là để bảo vệ giữa đất nước điều này không có có à, bà Diệp Yên là bà nói như vậy <laughs> Thật ra là không phải là riêng bà mỹ là bà nói như vậy, có rất là nhiều người là khi mà nghe như vậy, họ rất là lo sợ lắm. Thì như một trong nhà báo có uy tín nhất đó là Jim Stewardson ông nói thế này là nếu như ông Trump mà ông đế rồi như vậy thì đây là một ảo tưởng lâm sàng của ông Trump mà thôi. Thì đây là một cuộc khủng hoảng từ kỵ của ông ta một sự sụp đổ hoàn toàn của cái tôi của ông Donald Trump. À, đó là một cái nhà báo có tên tuổi là Star Wars tôi tuyên bố như vậy. Rồi một nhà thần học cũng lên tiếng. À, à, đây là lời hoa mỹ của ông Trump chỉ có khơi dậy nội sảm của ông ta mà thôi rồi biết bao nhiêu người khác nữa trong đó có là biên tập phụ trách về pháp lý là Luke uh, Seleski là Condenas và vân vân uh, thì cho rằng là, là cựu tổng thống đe dọa đây là như một sự, sự thường lệ vậy uh, rồi ngay cả cái nhà văn của đảng cộng hòa là George Richard cũng nói là đây cũng giống như là một sự đe dọa cử đi làm cho cử đi ho sơ sệt là để uh, một uh, là họ giảm đi vào hai á, là họ phải duy trì quyền lực cho ông Trump nữa chứ không, ông Trump có quyền lực á, thì họ không còn đất để sống nữa thưa, thưa anh Nam thì không biết là anh Nam nghĩ về nào là cựu luật sư luôn luôn phải đe dọa như thế này mà sự đe dọa thế này là không biết rằng là là có lời cho à, ông ta hay là không hay là sự đe dọa như thế này làm cho cả cử tri ho sờ sệt tại vì họ không còn đức để sống nữa họ không còn nơi nào để giống thân nữa thì họ phải bỏ phiếu cho ông trung thì đấy là một uh, một cái trò chính trị hay là sao thưa anh này thực sự ra đó người ta quen cái lối chơi của ông trùm quá này và bây giờ người ta cảm thấy rằng cái lối chơi nó mất tác dụng ví dụ ông tới chỗ cái tòa án New York ông kêu gọi rác ra cổ để những người Maga người cuồng trâm ra ông ổn ta trong phiên tòa của ông ta chỉ có vài ba người tới rồi. đúng không thì ông nói là họ bị đuổi đi họ không cho tới khu vực đó này nào đó là ông tự phép thắng lợi tinh thần của lỗ tấn là ông tự an ủi mình thôi chứ chẳng có ai ma nào tới mấy người tới rồi trơn và bữa hôm qua mình đã nói chuyện với là tiếng gào thét của ông trâm kêu gọi ông trâm bây giờ nó bất tác dụng và ta biết là ông chỉ vì cái lợi ích của chính ông mà thôi ông Trump không có phục vụ đất nước, không phục vụ dân tộc, không phục vụ nước Mỹ gì. Ông phục vụ quyền lợi của cá nhân của ông ta và gia đình của ông ta, tập đoàn ông ta, chẳng có quyền lợi của đất nước dân tộc gì. Do vậy thì người ta càng ngày ta thấy bộ mặt rõ của ông ta ra mà tôi Và đó là lý do tại sao ngày càng có nhiều người trong đảng Cộng Hòa đã bỏ ông Trump, không bầu ông Trump, mà chạy sang bầu cho bà Kamala nhưng mà lớn tiếng nói anh vừa nói là ông 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 Joe Bush còn đúng không? Tuy ông chưa tuyên bố là ông bỏ cho bà Kamala, nhưng mà ông ông nói gì anh biết ngày nay ông nói gì anh nói sao anh anh nói anh ông George ông Bush vừa nói gì ngày hôm nay? Dạ ông ông Joe Bush ông nói là ông ông chưa chưa là hoặc là chưa chính thức ủng hộ cho một ứng cử viên nào hết à, thì đó là Đi... cách nói cách nói cực kỳ cách nói dạ, dạ. 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 cách dạ. dạ. nói cực kỳ là... lẽ ra ông là người cộng hòa tổng thống cộng hòa mà ông là người trong thế giới một gọi là hoàng gia cộng hòa thì còn dạ. ừ. ông George Bush gia đình Bush đúng không gia đình Dick Cheney mà hôm đó là gọi là hoàng gia cộng hòa những người bảo hoàng hương vua cách đây 10 năm đố anh nghĩ rằng Bush sẽ nói con này tao ông không bầu cho ứng viên tổng thống nga cộng hòa cách đây 10 năm đố anh dám bà, bà bà bà, ông đi chơi và Lee đi nó không bầu cho ứng cử viên cộng hòa và bây giờ họ bắt đầu đi khai thì phong trào đó được xem tuy nó còn đang nhỏ nhưng có thể là bành trướng lớn mà theo ông mà tí nữa thì sẽ nói một vị dân biểu họ cho rằng cái con số rất nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng là làm mất cái chữ tổng thống của ông Trump. Ta sẽ nói sau. Trong một cuộc đua rất là xích sao, nên là a close race, cuộc đua rất xích sao như vậy, chỉ cần một sự khác biệt nhỏ giữa hai ứng cử viên, giữa cử tri bầu hai bên, có thể dẫn đến việc thành công và thất bại, việc được chức tổng thống và mất chức tổng thống. Do vậy, cái số lượng người cộng hòa nhỏ nhoi đang tách ra khỏi đảng cộng hòa bầu cho ông bầu cho bà Kamala Harris có thể làm cho ông Trump mất chức tổng thống cũng có thể như vậy thì cái điều đó thì chúng tôi sẽ nói trong bài nói chuyện ngày hôm nay chúng ta thấy hiện nay có rất là nhiều người cộng hòa đang bỏ đảng bỏ ứng viên tổng thống Trump Donald Trump để qua bầu cho bà Kamala Harris và có vài trăm người cộng hòa như vậy như anh đã vừa biết những người gương mặt nổi cho như ông Dick Cheney cựu ứng cử viên cựu phó đồng tổng thống Mỹ rồi bà Lee Cheney là cựu dân biểu của, của cộng hòa đúng không uh -huh. rồi ai nữa ông cựu dân biểu Adam Kinzinger của đảng cộng hòa thì bang Illinois và hàng trăm các cái người dân biểu nghị sĩ viên chức của tờ kỳ 4 triệu đại tổng thống trước không trung điều đa số rất đông đảo đều lên tiếng là không bầu cho ông Trump, mà đi bầu cho bà Kavaris vì họ chê ông Trump là có một cái sự bị gian dối dishonesty nói dối nói gạt nói, nói láo và có bad characters là có cái cái tính tính cách rất là xấu sâu xa và có felony conviction là người bị buộc tội là phạm tội hình sự và public policy ignorance là không để ý đến khi như vấn đề chính sách công của Hoa Kỳ và như vậy họ không cho rằng nên bầu cho ông ta thì trong một trong người lên tiếng mạnh trong ngày hôm nay trong một vài ngày vừa qua là dân biểu tên là Mo Brooks anh Mồi, có nghe dân biểu đi chưa dân biểu mô Brook, cựu dân biểu mô Brook của đảng Cộng hòa, thì ông ta là cựu dân biểu Cộng hòa tiểu bang Alaska, một người dân chủ, một người theo bảo thủ, có sáu đời, sáu nhiệm kỳ làm dân biểu. Thì trong hai mai ông đùng chạm với ông Trump cho nên không ra ứng cử nữa. Và ông ta cho rằng nè, cái số người cử tri Cộng Hòa tuy nhỏ nhưng mà cái lòng rung chuyển những người Cộng Hòa và những người này đang ủng hộ bà Kamaris tuy cái số lượng nó còn tương đối ít relatively small số lượng còn tương đối ít nhưng mà ông ta nói thêm như này nhưng mà trong cuộc đua mà sát sao như vậy đó cuộc đua sát nút như vậy đó trên lệch rất là nhỏ như vậy đó, thì cái thành phần nhỏ này của Cộng Hòa có thể làm sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại giữa chức tổng thống và chức dân dân sự và như vậy có thể như những cái nhóm nhỏ này nó sẽ đem cái chức chiến thắng chức tổng thống về cho bà Kamala Harris hiện thấy đó là cho thấy rằng cái 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 một cái phong trào và bà Kamala Harris đang nhắm tới một cái cái lời kêu gọi cho những người gọi là những người là nào đến mười viên những người là moderate đó, là, là những người moderate là những người dị mùi um, mà không là... có, có bảo thủ mà không cực đoan đúng không à, người ông hòa Ôn hòa đó là những người đã xe đó là lực lượng rất là đông của đảng ôn hòa và ừ. lực lượng này sẽ tràn sang bầu cho bà Kamala Harris trong 2 tháng nữa thì lực lượng này có thể biến đổi rất là nhiều anh mùi cho đẹp thì thưa quý vị thì uh, uh, một ngày sau khi mà bà Lee Cheney, cộng giống như uh, uh, cựu phó tổng thống là Cheney là uh, không uh, quay lưng về ông Trump và ủng hộ và bỏ phiếu cho bà Kamala thì thưa quý vị thì sau đó là uh, cựu tổng thống uh, là George W. Bush. thì uh, mặc dầu uh, thì uh, thì hiện nay cựu tổng thống George W. Bush cộng dụng như là bà để Nhất phu nhân bà Laura thì bà là hai ông bà nói rằng là quyết định không ủng hộ ứng cử viên trong cuộc bầu cử tòa Bạch ốc này thì khi này ông có nói rằng chưa bao giờ cái tình trạng này có xảy ra cựu tổng thống George Bush là dòng họ là toàn là cộng hòa mà cộng hòa cộng hòa nói á mà bây giờ ông tuyên bố như thế này thì thì quý vị nghĩ thế nào? chả lẽ bây giờ ông tuyên bố thạm thân là bây giờ là tôi là ủng hộ cho bà Kamarit thì như thế nào mà thì thành phần đảng cộng hòa họ nghĩ như thế nào về những người mà lãnh đạo cộng hòa của mình thưa quý vị do đó là ông nói rất là dài dặt như vậy à, thì chứng tỏ rằng cái ám chỉ cho mình biết rõ ràng là ông không bao giờ ủng hộ những cái gì của ông Donald Trump hết trơn ạ và chả lẽ bây giờ ông nói thẳng ra thì sao thưa quý vị đó là một, một phép lịch sử tối thiểu của một đảng viên đảng cộng hòa à thì uh, anh à, khi anh, anh biết ông Bush nói câu như nào không? Nói sao ông anh. Bush nói trên cái trên đài như này nè ông chưa chính thức Uh -huh. quyết định bầu cho bất cứ cái viên nào tranh cử năm 2004 chưa chính thức George Bush chính thức formally endorse candidate ừ. chưa tranh thức ủng hộ thế anh 20, hả? 2024 chưa chính uh -huh. thức officially, formally chưa chính thức để mà ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào. Có nghĩa là ông không ủng hộ ông ông năm mươi phần trăm cho bà Kamala Harris, năm mươi phần trăm cho ông 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 Trump đúng không? Uh -huh. Chưa chính thức có nghĩa là chưa một trăm phần trăm cho một một người nào. Thì bây giờ ông có thể bên này, có thể bên kia cũng không chừng là ông sẽ ra ông 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 cho bà Kamala Harris sao? Uh -huh. Uh -huh. Cho nên... Không cái điều, điều này chứng, chứng minh thế này. Anh Nam điều này chứng minh như thế này cho thấy rằng là có, có thể là cựu tổng cựu tổng thống cho ra bước không ủng hộ ta ngã chứng minh này thì vào năm 2012 chẳng hạn. Đó. Thì như vậy khi mà ông Mitchum này ra, ra thì ông ủng hộ Mitt này rõ ràng đó là không có không là không có chỗ cãi nào ở trường Tức là về cộng hòa. Rồi ở thường thường nghị sĩ cho McCain vào năm 2008 chẳng hạn thì cựu tổng cựu tổng thống George W Bush là lấy tiểu ủng hộ ngay liền chứ không phải là đợi chứ mà cho cho điện mà là ngay gần ngay cuối cơm đó xuống Nam cái đó mình thấy rằng rõ, rõ ràng tức là là cựu tổng thống George W Bush và phu nhân họ là có một cái suy nghĩ cách khác đối với ông Trump rồi thưa anh à. thì anh nghĩ sao là từ đó là cái 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 nghị như vậy đó à. yeah. cũng có thể rồi đó mà. Ừ. thì rồi bây giờ để anh xem khi khi mà uh, cựu phó tổng thống cộng dịu như là bà Lytchany tức là cựu dân biểu đó thì cựu tổng thống là phạm phạm pháo ngay nói ô À, ông Dick cũng giống như bà Lee là những người Reno mà là những người đảng hòa chỉ trên danh nhiều mà thôi chứ đó những người đó đâu phải là đảng cộng hòa đâu là những người là đảng dân chủ chứ đó họ ủng hộ dân chủ thôi ý nói như vậy thôi quý vị rồi ông ta chấm điểm thế này ô oh, bà Lichtenny, hả đã bà đã tại tại tranh cử bà thua bởi cái tỷ lệ rất là chính lịch rất là lớn trong lịch sử là chưa có ai mà thua là... mà có cái 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 cái, cái, thằng áp đảo lớn như vậy là khi một cuộc đua vào quốc hội mà trong khi đó là là bà Liz tức là đương nhiệm nữa à, thì à, uh, đó là bà à, là cầu thủ trong cũng à, uh, chê trách bà Liz vậy và bà Liz chỉ gọi là Reno mà thôi đảng cộng hòa ngoài da thôi chứ thực sự không phải là đảng cộng hòa đó à. uhm. rồi thì khi này anh Nam có nói rằng là một số ủng hộ cho là bà uh, uh, Kamala Harris thì uh, uh, ngày hôm nay báo chí cũng lặp lại như vậy thì có trên 200 là cựu nhân viên của cựu tổng thống W Bush này cựu nhân viên của Mitt Romney này cũng giống như cựu nhân viên của ông Joe McCain này uh, uh, đã là quay lưng và ông trung ủng hộ cho bà Kamala và hứa bầu cho cả ba rồi chuyện dịch tranh cử của bà Carrick cũng hệ lộ cho uh, mọi người đều biết rằng là ít nhất có uh, two uh, dozen tức là hai tả uh, là người cộng hòa uh, mà thuộc loại dân cử dân dân cử đã ủng hộ cho cho bà uh, từ là dân biểu cho đến thống đốc thì như là cựu thống đốc đảng cộng hòa đó là Bill Weld uh, thuộc uh, tiểu bang là Massachusetts đã lên tiếng là bỏ phiếu ủng hộ cho bà rồi. cộng giống như cựu dân biểu uh, Denver Gentleman của uh, tiểu bang Virginia uh, cộng lên tiếng là uh, uh, tôi đặt quyền lợi đất nước lên trên hết chứ không phải là đảng phái. do đó tôi bầu cho bà. Uh, thì uh, cũng uh, ngày hôm nay cũng lập lại tức là cựu tham tả, tham tả uh, báo chí uh, của cựu thống trong đó là Stephen... Fanny Grisham cũng lên tiếng như vậy và đồng thời có rất nhiều gọi là zero tức là những cự tri đảng cộng hòa ôn đảng cộng hòa ôn hòa mà nổi tiếng á là ủng hộ cho bà Cambridge và đa số là những người mà gọi là quan chức trong chính quyền của cựu thủ Trump á. Đã từng hai broken với ông trôm đó tức là đã có những cái bất đồng đối ông trôm á thì ngày hôm nay cũng tuyên bố rằng là uh, ủng hộ cho bà camarès sẽ mặc dù là có những cái chính sách có khác nhau uh, uh, đi nữa uh, nhưng vì đặt quyền lợi đất nước thế hết họ đã ủng hộ cho bà camarès tiến 5 xuống nam thì đó là một bổ sung thêm những gì mà anh uh, vừa nói thưa anh rồi cảm ơn ừ. bây giờ thì cũng nhắc lại là, là ông Cheney ông nói rất là thẳng thân như thế này không, anh nam còn nói rồi ông nói như thế này là lịch sử đất nước chúng ta đã trải qua là 248 năm rồi chưa chưa bao giờ có một cá nhân nào mà đe dọa cái nền cộng hòa của chúng ta như thế này để đe dọa một cách mạnh mạnh mẽ là hơn là ông trùm là, là, là ông trùm tức là một người mà đe dọa cái nền cộng hòa mạnh mẽ hơn thì ông ta tìm cách là là đánh cấp á là cuộc bầu cử vừa qua là bằng cách sử dụng uh, những cái lời dối trả, rồi bào hành uh, rồi uh, nhằm bám giữ lại cái quyền lực uh, cho dù cử tri họ uh, đã loại bỏ ông ta ra rồi uh, không không còn ai có thể tiến cậy ông ta nữa uh, để mà giao quyền lực cho ông ta uh, là một công dân chúng ta phải có trách nhiệm đất nước nước tên lên trên đảng phái để bảo đảm để bảo vệ cái hiến pháp của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà tôi ủng hộ cho bà Phó Tổng thống Kamala thưa quý vị, ông Destiny, ông uh, Dick Cheney, ông nói rất là thẳng thân Nam hả? một lời nói rất là đánh thép, không còn gì để mà nói nữa. Cái anh Nam. Bây giờ người ta nói anh nghĩ cái cuộc đấu của bà Hillary Clinton trong cuộc đấu khẩu tranh luận với ông 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 ông, ông Trump sẽ như thế nào thưa anh <laughs> thế bây giờ bà, bà Hillary Clinton và mất nước cho bà Kamala người sông Nam ở cái đó hay là cái buổi cái đó bà mất nước hay. thế nào mà bà, bà, nói thế này là bây giờ ông Trump đang tìm cách là tiếp cận cho một cuộc thiếu rồi thiếu rồi tức là thiếu cho là sẽ là là thiếu của bà Kamala và đồng thời sẽ nạp bà là Kamala à ông ta nói vậy tức là tức là đây là cái, cái 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 chiến lược mà thông thường của ông nói trong à, thì bà nói như vậy thì bà nói thế này à, thì dưới năm à, khi khi mà năm tôi đã tranh cử với ông Trump á, thì tôi có những cái cái, cái 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 cái, chiến lược như thế nào à, đối với bây giờ tôi à, rút kinh nghiệm tôi sẽ bắt được cho cho bà Kamala à, thì à, bà nói thì cái thời kỳ mà tôi tranh luận với ông Trump á, thì biết rằng là chỉ mới 20 phút đầu tiên thôi mà ông Ông đã ngắt, đã ông trần đựng tôi, tức là ông đạo là ông trần đựng tôi đã đến là 25 lần rồi. À. Thì tổng cầm trong cái cuộc mà đi bấy đó, thì có hết 51 lần ông đã ngắt lời tôi, ông đã trần đựng tôi, interrupt, đó. ông đã trần đựng tôi. À. Thì ngay của uh, uh, ông Joe Biden, uh, thì... Uh, và Moreira thì người mà điều khiển để cho hai ứng cử viên mà đi bay ấy, thì ông Donald Trump công đã interrupt được cộng chăng đứng là người Moray là ít là 3 phần tư thời gian rồi chẳng phải không đâu. Nhưng mà anh bồi bồi anh lưu ý này. Lúc đó là micro mở Và bây giờ thì micro đóng Ờ, à, không, đó cái gì gì? thời kỳ mà ngay cả thì đó thì, ba bà Hillary Clinton nó bà nói là ngay khi mà ông Biden động á là ai phải nói thì mở mà, mà ai không nói thì đóng thì ngay cả ông interrupt của người moderator nữa chứ không phải là đối, đối, đối phương đâu à. cái đối phương là cái đối phương là chuyện nhỏ rồi ngay người mà điều khiển trong cái buổi hôm đó ông đã interrupt luôn ông đã là chặn đẩn luôn chẳng phải không à. rồi thì bây giờ bà nói thế này là nếu như mà muốn là làm cho cựu tổng thống Trump một cách bối rối á thì bà khuyên bà then, bà bà đưa bà mắt có như là bà, bà mắt mũi cho cho bà Kamala đó ta là phải tấn công ông Donald Trump à, cái chữ này và mắt này, này muốn làm Trump bối rối thì phải bấy khiêm phải nhử mồi ông ta thì anh nghĩ cái chữ này nó sao À, không à, bà bà bà, bà mắt cho bà khá mấy những, những, những yếu tố này thứ à, nhất á, là phải tấn công à, mà tấn công á, là đừng để bị ông ta dụ dỗ à, mà là phải mình cứ như, mồi ông ta à, để để cho ông ta nói thì ý điểm như là là bà camera có nói trước đây tức là bà làm thế nào để chập tức ông đâu nó à, thì đó là yếu tố và khi mà khi mà như mỗi ông ta như vậy á thì cái, cái, vẫn đem vấn phạm của ông ta à, thì khi là là ông ta bồi rõ trong sự phạm ẩn mà khi mà bồi rõ trong phạm ẩn là bà phải có một sự tấn công cổ tính cách rất là thực tế và đồng thời tấn công trực tiếp do là những yếu tố đó đó là bà phải làm à. anh nam có bổ sung gì thêm anh nam Ờ, thì trong này những cái lời nói những cái lời khuyên bà Clinton theo tôi nó hơi khó hiểu chút hơi chung chung chút chút bấy khi ta phải 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 nhử mồi ông ta bấy như thế làm chuyện khác thứ hai đó là gì phải expose from witness là phải phô diễn cái, cái, nhược điểm của Trump ra làm sao phô diễn cái những lời nói bà Hillary Clinton anh có thấy có hơi chung chung không tất cả nó là mô thể là bà nội đúng chứ đầu tiên bà nội coi như là phải tấn công thôi cho không thể rằng là mình mình phòng thủ offensive ở tấn công thôi rồi thế bà nội cái yếu như vậy là còn có cái yếu tố th th yếu tố đầu tiên là yếu tố tấn công và yếu tố thứ hai nữa là không để ông để không, không bị rơi vào ông 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 mồi mình hay là dụ dỗ mình à, mà mình phải nhự mồi ông mình mình phải dụ dỗ ông để đưa ông vào bẫy à, ý nói vậy béo đó anh 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 béo lên nha béo béo nè béo đó đó tức là đừng để cho ông, đừng để đừng để bị đi xa xa lại ông á đừng để ông dụ dỗ mà mình phải dụ dỗ ông để ông đưa vào đưa đưa vào bẫy à, lệ ý bà nói như vậy á là khi mà ông đưa vào bẫy á là ông bội rồi là ông sẽ trả lời khi mà ông trả lời ông sẽ bị bội rồi cái này à, kiểu như vậy rồi mà khi bộ đội mà kiểu tấn công á, tấn công phải có tấn cách là, là là là, là, chất là, 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 là thật chất, tức là tấn công những cả gì mà đụng trọng tâm của ổng. đó là tấn công thật chất và đứng tấn công trực tiếp chứ không nói giả tiếp, không nói vòng vào tâm của chiến trường, nói thẳng, à, thật, kiểu như vậy. Cái điều đó như vậy anh có, phải như vậy không anh? Dạ, yeah, bây giờ tôi nói, tôi nói thêm câu này rõ hơn nè. Theo tờ báo từng trình lại, để đấu với ông Trump, bà Clinton đề nghị với bà Kamala rằng như anh vừa nói go on the offensive hay tiến hành cuộc chiến từ phía tấn công đá tấn công nhưng mà đá phòng thủ đúng không tấn công trong phòng thủ à uh -huh. đá, đá, chơi tấn công tranh luận tấn công và argue, arguing that tranh luận rằng sẽ hit directly at Trump witness tấn công vào chỗ nhược điểm tấn công trực tiếp vào chỗ nhược điểm của Trump thì nhược điểm của Trump theo anh là gì để bộ rồi ừ. thì đó anh thấy hai bên đang đang mở cái giống như một trận bóng đá phải không hai ừ. huấn luyện viên thì bà Hillary Clinton là huấn luyện viên của bà Kamala Harris và chị như phương pháp chiến lược chiến thuật tâm lý thi đấu và phía ông Trump thì ông Trump tuyên bố là ông sẽ chơi cái rơ cũ cái của ông ta không có gì đổi mới hết. Ông sẽ chơi cái cụ sở trường mà ông ta đã từng chơi trong bảy cuộc tranh luận tổng thống vừa qua. Thì chúng ta sẽ chờ xem. thì cũng giống như là à, là bà, thì như đưa ra cái thì, cái cái, 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 cái thí dụ thế này à, là, là bà bà quả ông trung á là là, là là, cái bù nhìn anh à, anh đọc có đọc, đọc đoạn đó phải không Dạ. À à nói ôi ông trump là cái bù nhìn là à, khi mà ông trump nói là cái ông trump là cái bù nhìn đó thì ông trump thì phản pháo lại á thì nói là có như đúng rồi à là bà là, à, là, là 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 một nhà ngoại giao mà không là không có ai mà mà tôn trọng bà hết trơn á à, thì khi nào đó bà bật đánh ngược lại ông một cái hay sao biểu không à, như vậy là ông nói là có như ngay cả putin cũng không tôn trọng bà nữa À, thì bà đánh lược ngược lại đúng rồi như vậy là Putin muốn có một tổng thống làm bù nhìn cho ông à, như vậy ý bà nói là phải, phải đánh trực tiếp như vậy anh anh, anh 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 anh, có đọc cái cái, câu của bà bà đưa thì dụ như vậy không à, ông nói thế này thì dụ bà nói là ông ta là bù nhìn cho ông ta là bà biết là năm 2016 là ông Putin là có tham gia là can thiệp cuộc bầu cử đó thì bà tranh luận bà nói là ông chỉ là ông là là là, là con người bù nhìn à thì khi nói như vậy á thì ông 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 đôi trong ông, ông, ông phạm pháo là ông nói đúng rồi là, 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 là bà là, trên thế giới này ngay cả ông Putin đâu có tôn trọng bà đâu à, thì bà đáp lại một cái đúng rồi do đó ông Putin cần một tổng thống làm bù nhìn cho ông ta à thì kiểu như phạm phạo như vậy đó bởi vậy giờ đó bà à, Clinton đó, là, mắt nước cho bà Kamala là phải tấn công chứ không phải phòng thủ giữ như bà vậy và nếu tự, tấn công như vậy thì đừng để rơi vào mà ông Trump dù dỗ đưa bà bà vào cái bẫy mà phải như mồi hay là dù dỗ ông ta phải như ông ta phải dù dỗ ta tôi, để quan trọng bà, bà. bà Clinton khi mà trả lời cho tờ New York Times thì bà nói xét lực và cố vấn cho bà Kamala là câu này cũng tối nghĩa nè là ông Trump sẽ không biết cách để mà đối phó những cái đợt tấn công trực tiếp và quan trọng. Không biết cách đối phó những đợt tấn công trực tiếp và quan trọng. Thì cái câu này khó hiểu quá. cái câu này có tao bảo cũng việc như thế này. Because he doesn't know how to respond. Tức là ông ta không biết cách để phản ứng anh nữa xong nào à. Uh, substantive direct attacks um, như vậy anyway. uh, a, sub, uh, a, a substantive attack tức là tấn công có tính cách thực chất á, thực tế thực chất anh người Việt Nam như vậy nó có những cái gì rất rõ ràng tấn công chứ không nói là 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 như uh, là những cái điều mà ông Trung có tấn công thì như bây giờ uh, bà Kamala đã chuẩn bị những cái kỷ điểm như thế này thì như là biên giới này thì nói cựu tổng thống nói là ở à, biên giới xây dựng biên giới để cho tổng thống Mỹ Đức cơ trả tiền thế bây giờ có trả tiền hay không à, kiểu như vậy ok cắt giảm thuế cho cho à, tiền dùng thuế cho trẻ em như thế nào có hay không rồi là Obama Care là Affordable Care đó à, thì bây giờ là à, bây giờ như thế nào đó nhưng cái đó rất là thật thể, th gọi là uh, 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 substantive attack đang ngồi xuống nam đó là tận yeah. thực chất như vậy, vậy, thì gớt cân câu rất là hay thi sĩ Goethe của Đức Cân Câu rất này Mọi lý thuyết đều là màu xám Em bùi nhớ cho câu tiếp theo không? Chỉ có cây đời mới mãi mãi xanh tươi Cây đời là gì? Là tất cả mọi lý thuyết đều là màu xám Chỉ có thực tế, reality Cây đời là thực tế, mãi mãi xanh tươi Chỉ có reality mới quan trọng Cho nên bây giờ chúng ta xem Không nói chuyện, tranh luận nữa Mà thứ ba sáu giờ chiều ta sẽ coi cuộc tranh luận anh buồn biết không và sau khi sáu chiều coi cuộc tranh luận thì lúc đó nam sẽ mời một loạt các anh em ngày mai nam sẽ mời là một số anh em là tôi có mời anh có hai phe phe ông ngồi dân chủ phe ông Hồ cộng hòa phe ông Hồ cộng hòa tôi có mời anh mà anh lương tiến sĩ lương sẽ có mặt anh nhận lời rồi

cho cộng hết rồi còn hai tiếng đi cộng mình có nửa tiếng chuẩn bị là hai tiếng rưỡi đi thì 6 giờ tới 8 giờ rưỡi hết thì 9 giờ chúng ta sẽ mình có mình bắt đầu ừ. chúng ta sẽ có cái cuộc mà nói chuyện trên truyền hình của chúng ta về cái nhận định của anh em chúng ta về vấn đề này Và cái nhận định không phải là thuần dân chủ và thuần cộng hòa mình mix những anh em phe dân chủ và phe cộng hòa để có những cuộc tranh luận phía mình ai thắng ai bại theo quý vị trong cuộc tranh luận này đúng không? Đó, cho nên nó yeah. quý vị nếu quý vị khán giả nào muốn nhập cuộc tranh luận luôn thì cho chúng chú năm biết email về cho chúng tôi hay là gọi chúng tôi bốn không tám bốn tám hai nếu quý vị muốn tham dự cuộc tranh luận cùng chúng tôi sau cuộc tranh luận của ông Trump và bà Kamala Harris thì quý vị có bước bàn luận cùng chúng tôi thì chúng ta cùng bàn luận cho nó vui vui à, đặc biệt thưa quý vị nếu như quý vị nào mà à, ủng hộ cho cựu tổng đối trống á đặc biệt là ủng hộ cho cựu tổng trong thì quý vị có thể là tham gia với anh em chúng tôi à, thì à, điều này có hứng thú hơn à, anh hiểu sao nào phải không dạ yeah. À, bộ... bên, cạnh là có anh lương anh bây giờ còn quý vị đủ, nào nữa có à. thể thêm một hai vị nữa nếu tìm quý vị thích dạ, vị... Ừ. chúng ta có hai phe phe bên ông Trump mà phe bên bà Kamala Harris thì cuộc tranh luận không đến không phải bên. bên ủng hộ theo anh Nam anh nói bên thì ông nói Ở yeah, Ở ủng hộ tin ủng hộ gì cũng ừ. vậy thôi rồi anh mời các bản tin cuối cùng chúng ta dừng lại bản rồi bản không bản bản để nói vấn đề mà ngày hôm nay thử, uh, ngày hôm qua thứ bảy nữa cựu tổng thống không biết sao rồi bây giờ hình như là không không còn có một cái 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 cái, cái đề tài với để để mà uh, đưa ra trong những buổi mà rally như thế này mà cựu tổng thống luôn luôn là đưa ra là đe dọa không anh Xuân Nam thì việc điều này làm cho một số thành viên đảng của họ rất là bối rối đó là khuyên cựu thủ trong thôi đừng nên tấn công và đừng nên đe dọa nữa hãy đưa ra chính sách của mình nhưng cựu tổng thống trong ngày hôm qua thứ bảy là cựu tổng đốc vẫn đe dọa đe dọa cho thế nào thời này nếu như mà tôi thẳng á tôi thẳng tôi tôi, tôi, tôi thẳng á thì cái này là ông đe dọa cách khác rồi Đến bây giờ đe dọa cả cái cả cái khác nữa thưa quý vị Nó khi mà tôi thẳng là những người mà nói tôi gian lần bầu cử này cái nọ hoặc là những người mà nào mà gian lần trong cuộc bầu cử thì tôi sẽ truy tố theo mức cao nhất của luật pháp thì bao gồm những án tù dài hạn để sự suy đồi của quân lý công lý này không còn xảy ra nữa nam đe dọa đến mức độ như vậy tức là những ai mà là gian lận này về cuộc bầu cử tức là là là, là không là không tránh là cái án của 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 của, của tòa án đâu nói vậy ông chỉ ra những ai này nào là luật sư này là cả các nhà hoạt động chính trị này nào những nhà tài trợ này rồi những cự tri này và những của quan chức bầu cử này đều có thể bị trí tổ hết à, à cựu tổng bây giờ là nói trên nền tảng mà mà rồi chú sâu sâu của ông ta như vậy à, ông ta nói tiếp thế là những người mà có hành vi vô đạo đức sẽ bị truy nã này những người mà hành có hành vi vô đạo đức như thế này bị bắt giữ và truy tổ ở mức độ cao nhất này À, thật, cái điều này thật không may mà xảy ra là cho đất nước của chúng ta. À, ông ta nói vậy. À, thì quý vị thấy từ tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng có gian lần trên diện rồng này trong cuộc bầu cử năm 2020 này. Rồi, thì giai đoạn có cuộc gian lần như vậy, giai đoạn tôi đã thua ông tổng thống Joe Biden này. rồi à, tuy nhiên thì quý vị thấy rằng là cựu tổng thống đó đã khiếu nài kết quả này tài rất nhiều cái tòa án là tiểu bang liên bang vân vân là trên 60 lần như vậy nhưng, chưa có một lần nào mà cựu tổng thống đó cung, cung cấp những bằng chứng có căn cứ mà hoàn toàn là thiếu căn cứ do đó chưa có một phiên tòa nào trên 60 phiên tòa chỉ có một phiên tòa độc nhất mà phiên tòa đó là không có đáng kể À. rồi tuyệt từ tổng đội có như truy tổ là như vậy đó thì bây giờ mình xem lại bây giờ cái tội truy tố hình sự tại sòng sao của cựu tổ trong này nhằm nỗ lực lực người là kết quả bầu cử à, mà bây giờ là cựu cử, cử, tổng trong nói rằng là tôi sẽ là cầm tù tôi sẽ giam tất cả những người gian lận bầu cử như vậy anh à, bây giờ cái bài báo này Họ kết luận rất là hay lắm thì quý vị thấy là cựu thủ trong năm 2020 là nó có gian lận nhưng những phiên tòa đó không có chứng cứ à cả nhất là cái thứ hai nữa thì cựu tổ trong nội vực đi là ai gian lần trong cuộc bầu cử này tôi bỏ tù hết à, thế thì là bây giờ cái phiên cái, cái phiên tòa hình sự ở sốt xa đó mười tám đồng phạm là ít nhất tổng cộng nó có 91 tội danh thưa quý vị thì thì bây giờ là ai bộ tù ai đây à, thì cái bài báo nó kết luận là cộng rất là hay vậy rồi, ngay cả khi mà cựu tổng thống là tuyên bố trước đây trong một bài nội chuyện ông nói là tôi trở thành một nhà độc tài ngay ngay từ ngày đầu tiên thôi. À, từ như vậy là muốn chấm dứt của vẫn đề không còn hiểu pháp hiện chương gì hết trơn á. À. thì như vậy cái điều mà ngày hôm qua cựu tổng thống nó tuyên bố mà hù dọa là bộ tù này cái nọ thì người ta bảo là kết luận như vậy bây giờ ai bỏ tù ai đây thì ở những nào yeah. Rồi cảm ơn anh Bùi cho bản tin cuối cùng Bây giờ bản tin cuối cùng của Nam nha Rồi thay mời Nam Lúc Liên quan đến cái cuộc tranh luận Một tin cuối cùng Là trong cái cuộc mà tranh luận lần này Thì bà camera camera Harris Được xem á, Là kèo dưới anh Bùi Con kèo dưới ha? Tại vì ông Trump tới có 7 lần kinh nghiệm để tranh luận tổng thống. Ông Trump tới 7 lần thì bà Kamala Harris chưa có lần nào cả. Thì bà là kèo dưới đây lần đầu tiên của bà. Cho nên có thể có bụng về về mặt kinh nghiệm thì cũng được 7, 7 trận chiến rồi. Không có cái nhiều kinh nghiệm hơn. Thì đó là cái chuyện một cuộc đấu không cân sức. Nhưng mà người ta cho rằng riêng bà Kamala Harris là một một biện lý quan biện lý quan tọa viên anh, 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 anh. tuy và không tranh luận trực tiếp trong trùm trực tiếp với các vị ứng viên tổng thống khác trong trong thời gian quá khứ nhưng mà tranh luận trước tòa rất là nhiều cho và đối thoại tòa cũng rất bớt chát phải không thì ta hy vọng là cuộc đấu sẽ ngang sức hơn và thứ hai là bà trình độ và luật sư cao hơn trong nhiều đó là chuyện thứ nhất ta lưu ý thứ hai, chuyện năng thứ hai là cố vấn của ông trump ấy, khuyên ông trump là phải đánh búa tạ vào các vấn đề mà hiện nay không có lợi cho đảng dân chủ không có lợi cho bà camaris cùng chung chính quyền ông biden đó là vấn đề lạm phát đó là một vấn đề di cư và phải nối được cho bằng được bà camaris cùng với ông Biden là incumbent là chính quyền đang đương chức về các vấn vấn đề này hai vấn đề nhược điểm của chính quyền là ông Trump theo chính quyền của ông Biden theo theo fan ông Trump có vấn đề gì là inflation là vấn đề của lạm phát và di cư thì có lúc thấy lạm phát nó dữ dằn anh mùi biết không và vấn đề di, di cư là hai vấn đề là họ yếu nên tập trung vấn đề này coi như vậy camera nó sẽ đối phó như nào chắc chắn mà sẽ có chuẩn bị à. à... Có một điều làm phá và có như di cư từ ruộng nam thì hai cái yếu tố này thì không ba khám cũng không là chuẩn bị cho ba chuẩn bị những cái 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 khác anh bây giờ làm phá, á cho đến hôm nay vấn đề cái cái làm phá nó nó có khuynh hướng đi xuống và có thể gần đến cái mốc mà cộng dự trữ ba họ mong muốn mình xuống nam, cả nhất cả thứ hai vấn đề về di cư là về biên giới này kia nọ. Thế, thế anh Vũ xuống Nam thì hiện nay các báo chí và đồng thời uh, 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 biên phòng á, uh, các sĩ quan biên phòng thì họ báo cáo rằng là là trong những tháng này này là cái số mà là di cư đi qua biên giới là thấp uh, thấp uh, thấp nhất mà ở đó cô con lấy cao nữa anh Nguyễn Xuân Nam và nhờ những đợt, và cái đợt tấn công mạnh nhất của bà Camry phòng anh, anh biết vấn đề gì không bà sẽ tấn công giữ dằn nhất về cái <laughs> cái về cái 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 cái, 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 cái phạm tội anh Nguyễn Xuân Nam thì thứ nhất là 34 cái 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 danh đã đã được đã được là, là tuyên uh, tuyên cạo rồi bây giờ là đợi tuyên án này mà thôi à và đó là cái một điều nữa là gì nữa, anh mùi biêu cái điều là bà sẽ tấn công vào vấn đề mà reproductive right cái quyền à, cái quyền của cái người phụ nữ đó dạ hả tại vì cái đa anh biết bây giờ số cái tim phụ nữ ủng hộ bà cao Paris tới tầm mười hơn trăm hơn trăm tới mười và trong cuộc tranh luận này nếu mà thắng trăm về chỗ reproductive right quyền quyền, mà, quyền, sinh sản á huh? hả sinh sản á cái quyền người phụ nữ không ai được can thiệp vào đó uhm. thì có lẽ bạn lấy được phiếu nhiều lắm và bà, bà thầy Dí, ông Trùm bảo thế khó khăn mà ông Trùm trong chỗ này là ông Trùm là ông bị mâu thuẫn trước sau ông nói giống nhau nói lung tung men cho ngầu ấy. Đấy, biết không và ừ. cái đó là cái nhược điểm lớn của ông Trùm thì hai bên đang nghiên cứu thấy rằng rất là dữ dàng và chúng tôi cũng đang sẽ theo dõi cái cuộc tranh luận đó và sẽ khoảng chừng sau cuộc tranh luận của ông Trùm và bà Kamala Harris khoảng khoảng chừng một tiếng hồ kết thúc sau của trên luận, kết thúc một tiếng hồi thì chúng tôi sẽ lên hàng sống em chúng tôi à, ngày, ngày hôm nay ngày hôm qua từ là từ bảy ấy, là còn một số họ còn nghi ngờ là cựu thủ trong là 50 mươi nghe là chưa biết cựu thủ trong có chấp nhận hay là đèn đỏ có như nào thôi bây giờ uh, uh, à, uh, uh, cho uh, dù như vậy cho dù ông Trung không lên anh mùi biết không um. cho dù Trung không lên thì sau cuộc tranh luận sau cuộc thì bà bà cao biết đọc thoại trong 90 phút đó mà số đó chịu cử tri và đồng bào trong chín mươi phút đó thì sau đó chúng ta cũng sẽ nên nói cái cuộc, cuộc, cuộc tranh luận không thành công này đúng không do vậy chúng tôi mời quý vị tham dự theo dõi cùng chúng tôi sau bản sau cuộc tranh luận có một tiếng đồng hồ thì chúng tôi sẽ lên đường sau thưa thưa anh Nam cái bà là trong cuộc tranh cử trong trong sự giải cử khi nào và camera bà vẫn dùng cái dán từ là we are underdog đó các bạn là rất là là bà đã còn yếu kém lắm có nghĩa là bà tính cách là hơi khiêm nhường một tỷ á à, thì bà chúng ta là cần phải nỗ lực thêm nữa thêm nữa thêm nữa ở à, chứ không phải là bây giờ còn một số mà là bà dẫn đầu tức là rồi từ mạng để mà rồi đó để mà ôm cái mỗi thần đâu do đó là yeah. bà cũng nói rằng là bên phía dân chủ cũng giống như là nói với ông Tim qua nói với nhiệt cử tri dân chủ à, chúng ta vẫn còn yếu chẳng phải không đâu do đó quý vị hãy ủng hộ cho tôi còn nhiều 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 hơn nữa sau năm. dạ rất cảm ơn anh Bùi cho bản tin vào sáng hôm nay. Xin chào đồng quý vị. Chúc